Chương trình đọc sách Phật giáo của tủ sách Áo Lam xin kính chào quý truy tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay tủ sách Áo Lam xin đọc tiếp tập 1 chương 1 Nếp sống tỉnh thức của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 do Ni Sư Thích Nữ Giới Hương với giọng đọc của Sang Ni Hạnh Pháp Danh Diệu Hằng. Kính thưa truy tôn đức cùng quý vị đạo hữu, tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe like và share video này đến với mọi người sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách nếp sống tỉnh thức Cô Đức Đạt Lai Lạc Ba, đời thứ 14 Tập 1, chương 1 Đất nước, văn hóa và Phật giáo Tây Tạng Tây Tạng là một vùng đất ở Trung Á và là nơi cư trú của người Tây Tạng với độ cao trung bình vào khoảng 4.900 m cao nguyên này thường được gọi là nóc nhà của thế giới Nhìn lên bản đồ, chúng ta thấy tây tạng lớn gấp 5 lần nước Nepal và gấp 10 lần nước Bhutan, nằm phía bắc Ấn Độ và Nepal và ở phía tây của Trung Quốc. Phần lớn dãy núi tuyết khi mã lập sơn hùng vĩ nằm trong địa phận tây tạng, đỉnh Everest cao nhất của dãy núi này nằm trên biên giới Nepal. Khí hậu ở đây rất khô suốt 9 tháng trong năm và nhiệt độ thấp nên có nhiều đồng bằng khô, cằn, mênh mông. Gió mùa từ Ấn Độ gây ra một số ảnh hưởng ở phía đông Tây Tạng. Phía bắc Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè và lạnh khủng khiếp về mùa đông. Tây Tạng là một trong những lãnh thổ có vẻ đẹp, độc đáo nhất về mặt sinh thái và sự đa dạng. Nói về Tây Tạng là chúng ta liên tưởng đến một quốc gia Phật giáo đầy sự bí ẩn được che giấu giữa những dãy núi tuyết khi mã lập sơn. Hiện nay, Tây Tạng tổng cộng có hơn 1.700 chùa truyền tổ chức hoạt động và có khoảng 46.000 tăng ni. Văn hóa và Phật giáo Tây Tạng ảnh hưởng rộng lớn tới các cá quốc gia láng giềng như Bhutan, Nepal, các khu vực kể sát của Ấn Độ như Sikkim và Ladakh và các tỉnh kề bên. Kinh tế của Tây Tạng là nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và du lịch. Dân cư Tây Tạng chủ yếu là tộc người Tang và có thiểu số như tộc Memba hay Mông Ba, tộc Loba, tộc Mông Cổ và tộc người Hồi. Ước tính dân số Tây Tạng hiện nay khoảng 7.5 triệu. Ngôn ngữ chính của nước này là tiếng Tây Tạng và Trung Hoa. Tây Tạng có nhiều danh lam thắng cảnh và một số phong tục tập quán lạ. Điển hình là trong các phong tục làm làm mạng Đà La, tức là dùng các khô nhiều màu để làm ra đủ loại hình thù biểu tượng của Phật Pháp Tăng, cung điện Potala. Trước đây là nơi của các đại La Lạc, Lạc Ma, được UNESCO tôn vinh và danh sách di sản văn hóa thế giới The World Heritage Phật giáo Tây Tạng Trước khi đạo Phật du nhập vào Tây Tạng thì người dân theo tín ngưỡng địa phương gọi là đạo Bon Theo sự Phật giáo Tây Tạng ghi rằng vào năm 650 vua sông Tán Tư cam đã thống nhất Tây Tạng và cưới công chúa Bạch Lệ của nước Nepal và công chúa Văn Thánh của nước Trung Quốc làm vợ là Phật tử nên cả hai cô cũng giúp chồng giáo hóa quần chúng theo Phật giáo. Năm 755, dưới triều vua Nhật Túc Sông đề tán, Phật giáo đã trở thành quốc giáo và vua đã mời hai cao tăng Ấn Độ là Ngài Tịch Hộ và Liên Hoa Sanh đến đây tạng truyền giáo. Theo truyền thuyết, chính cao tăng Tịch Hộ đã cảm hóa các vị thần của tính Những buông thành các vị hộ pháp Phật giáo. Dưới thời vua Lãng Mạn Ma 8038 838 đến 842 Phật giáo bị suy giảm tín ngưỡng địa phương, bôn giáo của Tây Tạng lại được phục hồi và phái bạch y của các vị cư sĩ tại gia được bảo tồn. Sau một thời gian bị lãng quên, Phật giáo lại được phục hưng trong thế kỷ 11. Phát sinh hai trường phái, Ca Nhị Cư và Tát Ca. Và đây là thời gian mà rất nhiều sách được dịch ra tiếng Tây Tạng với sự hỗ trợ của đạo sư Ấn Độ Atisha de Prankara Sriyana năm 980 đến 1054. Phật đạo từ Ấn Độ lại được truyền bá lần thứ hai sang Tây Tạng. Từ đây, giáo Phật giáo bắt đầu quan tâm đến các trường phái, nhất là cái phái truyền tâm từ thầy qua trò theo dạng khẩu truyền. Và từ đó thành lập nhiều tu viện lớn của tông Tát Ca năm 1073 cũng như mời được nhà đại dịch giả Mã Nhĩ Ba sang Ấn Độ thu thập kinh sách để đem truyền bá Phật giáo rộng rãi khắp nơi Tây Tạng. Một trong các vị lạc Ma quan trọng nhất là ngài Tông Kha Ba, được mệnh danh là nhà cải cách bởi lẽ ngài thiết lập và tổ chức lại toàn bộ các tông phái. Ngài cũng là người xây dựng tu viện Golden năm 1409 và thành lập tông Cách Lỗ kể từ thế kỷ 14 trở đi. Phái Cách Lỗ thịnh hành được xem là một trong bốn trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Tóm lại, có bốn truyền thống Phật giáo chính ở Tây Tạng. Thứ nhất, trường phái Ninh Mã, còn gọi là phái Mũ Đỏ là do Đại sư Tịch Hộ thành lập. Ngài được xem như Guru Rinpoche, một tổ mật tông của Phật giáo Tây Tạng, và Ngài đã xây dựng tu viện Sammo, là tu viện Tây Tạng đầu tiên vào năm 770 gần thủ đô Lập Tác. Cho trường phái này, đây là một trường phái Phật giáo lâu đời nhất của Tây Tạng và đã tiếp nhận năm điều của tín ngưỡng bôn và cảm hóa đại bôn thành Phật giáo. Chủ trương của phái mũ đỏ là mật Tông pha lẫn Thiền Tông của Trung Quốc. Ngày nay, phái này hoạt động mạnh chẳng như ở Tây Tạng, mà còn các nước như Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Bỉ, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Thứ hai, trường phái Ca Nhĩ Cư, còn gọi là phái Mũ Trắng, do Ngài Mapa năm 1012 đến 1099 và đệ tử của ngài là Gampopa, còn gọi là Dapo là Hè. Năm 1084 đến 1161 thành lập. Tông phái này chú trọng về thiền định gọi là Đại Pháp ẩn và khẩu truyền từ thầy đến trò. Các vị lạc ma của phái này phải đắc y trắng khi hành pháp, phải mũ trắng chia thành hai phái nhỏ là Senba Gayu và Tabo Gayu, trong khi phái Senba Gayu đã bị tiêu diệt vào thế kỷ thứ 14, như những chi nhánh của phái Tabo Gayu lại vững mạnh chẳng những ở địa phương Tây Tạng mà còn lan rộng các nơi trên nước phong kiến nữa. Gawa Kamaba Agin sinh năm 1985 là vị Lạt ma thứ 17 của tông phái này, hiện sống tại La Thúc, Tây Tạng. Thứ ba, trường phái Tát ca còn gọi là phái Mũ xám. Đặc biệt của phái này là trung quanh tu viện được sơn nhiều sọc đỏ, trắng và đen tượng trưng cho ba ý là đức Phật trí tuệ, chúa tể của lòng từ và bàn tay kim cương cho nên phải nói còn được gọi là phái Ba Viền. Năm 1073, Ngài Khong Khong Keopo xây dựng tu viện Sakia phía nam Tây Tạng và đệ tử của Ngài Khong Khong Chuk Keopo 1034 đến 1102 đã thành lập ra trường phái tác ca này. Các lạt ma của phái Sakia đã cảm hóa hai vua Mông Cổ, Golden Khan, và Kublai Khan theo Phật giáo. Theo thời gian, tông phái này mở thêm hai hệ phái nữa là Nor và Sa. Nor và Sa lại thành lập thêm hệ phái thứ ba là Sa Nor Sa Kum, một trường phái chính Sakya. Lời dạy trung tâm của trường phái này là học và hành. Tu viện chính của trường phái hiện tại tọa lạc tại thành phố rabu tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nawang Kunga Thetchen Rinpoche, sinh năm 1945, hiện là lạc ma cao nhất của phái này. Trường phái thứ tư là trường phái cách lỗ, là trường phái mũ vàng do cải cách Phật giáo. Ngài Rinpoche J. Sankapa, sinh năm 1357, đến 1419 thành lập. Tình hình Phật giáo lúc đó rất suy đồi, nhiều chư tăng dấn thân vào chính trị và kinh tế, không lo tu tập. Ngài đã đi khắp nơi để hoàn pháp và cảnh tỉnh chư tăng cũng như Ngài viết nhiều sách Phật giáo để kêu gọi chư tăng về lại với giới luật giải thoát của mình. Năm 1409, Ngài khởi xuống cuộc triệu tập chưa tăng với quy mô lớn gọi là hội nghị Phật giáo Grand Summit tại Tu viện Cho thủ đô Lhasa. Truyền thống cuộc hội nghị Phật giáo vẫn giữ cho tới ngày nay. Sự thành công của hội nghị là trường phái mũ vàng với kỳ cương giới luật và chương trình tu học chặt chẽ đã được số đông chư tăng ni tây tạng tán thành và ủng hộ khi lúc cũng có nghĩa là giới luật nên tông phái này nhấn mạnh về quy củ giới điều một thành công khác của hội nghị là tu viện đầu tiên cho trường phải là tu viện Ganden đã được xây dựng sau đó nhiều tu viện thực tông phái này cũng lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi như Jibun, Sera, Tashi Hongpo, Tho, Labrang. Phái Mũ Vàng đã có nhiều cuốn hiến cho Phật giáo, đặc biệt phái đã thành lập một truyền thống tái sanh nổi tiếng của các Đức lạt Lai Lạc Ma. Rinpoche Sonam Kayaso 1543-1588 là vị Lạc Ma thứ ba của phái Mũ Vàng này đã cảm hóa vua Mông Cổ Alton Khan vào năm 1578 chính vị vua này đã ban tước vị Đức Lạc Lai Lạc Ma cho Lạc Ma Sonam Gayatso. Từ đó, Đức Lạc Lai Lạc Ma trở thành danh sân cho các vị Lạc Ma cao nhất trong truyền thống Galuk. Lớp sang Gayatso 1617-1682, đến Đức Lạc Lạc Ma thứ năm là vị Lạc Ma đầu tiên trở thành vị nguyên thủ toàn lãnh thổ Tây Tạng đã thành lập lực lượng vũ trang liên minh với vua Mông Cổ Kushi Khan. Năm 1642, vua Khan cùng hai tướng Mông Cổ xâm lăng Tây Tạng và vua Khan tuyên bố mình là vua Tây Tạng và Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ năm Lạc Sang Gã Sô trở thành vị quốc sư của Tây Tạng. Lịch sử tiếp nối cho đến 1950, Trung Quốc tiếp quản Tây Tạng vào năm 1959. xin Ca -so, Đức Phật Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 rời sang Ấn Độ. Các Đức Lạc Lai Lạc Ma đã từng là lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng từ thế kỷ 17 đến nay, đều thuộc trường phái Kê Lước này. Nói chung, cả bốn phái mũ đỏ, mũ trắng, mũ xám và mũ vàng đều là những hành giả của Mật Tông một tông phái Phật giáo mang đậm dấu ấn văn hóa và phong cách đa dạng của Tây Tạng như quán đảnh, trì chú cùng với truyền thống tái sanh của các vị Đạt Lai Lạc Ma. Lạc Ma hay Rinpoche là danh sư để gọi quý tư sư tu theo Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ. Danh từ Lạc Ma gần giống như Guru là vị đạo sư của Ấn Độ hay quý hòa thượng theo Phật giáo Việt Nam. Sứ mệnh của các lạc ma là giảng dạy giáo Pháp, thi hành các nghi lễ và lãnh đạo các đạo trường. Các lạc ma giỏi là vị đã đặt danh hiệu ghi xe, tiến sĩ Phật học và đã thông suốt các kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Trung Quán, Nhân Minh hoặc Lượng Học và luật Phật giáo Tây Tạng thường được gọi là Lạc Ma giáo, nghĩa là tôn giáo của các vị Lạc Ma. Lạc Ma giáo được truyền bá nhiều nơi gần, dãy khi mã Lạp Sơn, như phía Bắc Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Mông Cổ, Buryat, miền Nam của Siberia và Tây Tạng. Tuy nhiên, ngày nay, với sự hoàn pháp đầy hiệu quả của Tenzin Gyatso, Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 của Ban Thiền Lạc Ma của Ngài khiến khắp nơi trên thế giới đã biết đến Phật giáo. Nhiều Lạc Ma Tây Tạng đang giáo hóa tại các nước phương Tây. Nhiều chùa Tây Tạng được xây dựng tại hải ngoại và Phật giáo Tây Tạng đang trên đà phát triển trên thế kỷ 21. Tam Sala, ngày 17 tháng 3 năm 1959, Đức Lạc Lai Lạc Ma đời thứ 18, Tenzin Gyatso, vị lãnh đạo tinh thần của sứ này cùng với ban thiền Lạc Ma rời thủ đô Lhasa và cư ngụ tại cao nguyên Dharamsala thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Dharamsala là một thành cố cao nguyên với những đồi dốc nhấp nhô, thật thanh bình yên ả, nằm xen lẫn trong những cánh rừng thông tuyết Hi cao xanh mướt với độ cao trên 1.600m thuộc phía cực Bắc Ấn Độ và nằm dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, nên cao nguyên Dharamsala được xem là một trong những nơi có bầu không khí trong lành nhất của Ấn Độ bởi khí hậu quanh năm suốt tháng lúc nào cũng lành lạnh. Sương mù thường giăng kín khắp núi đồi, nhất là các buổi sáng mùa đông và khi hoàng hôn tắn tắn. Từ suốt tháng 12 đến tháng 1, nơi đây tuyết rơi đầy cũng với những cơn mưa đá rồng nhập nhiệt độ trung bình từ 0 độ C đến 14,5 độ C Tuy nhiên trong suốt mùa hè khí hậu rất mát mẻ thường từ 22,2 độ C đến 38 độ C Taramsala được chia thành 3 vùng vùng cao nhất là Meliogon Vùng chính giữa là Kowali Baza Và vùng thấp nhất là với đồng bằng là Kachari Tức là Lai Lạc Ma Chư Thiền Lạc Ma Tăng đoàn và hậu hết người Tây Tạng theo ngài định cư trên vùng núi cao nhất Meliogons Vì thế nơi đây gọi là Tiểu Lhasa Tức là thủ đô Lhasa nhỏ của Tây Tạng Hiện nay Có hơn 120 chục ngàn dân sắc tộc Tây Tạng sinh sống tại đó. Cũng có khoảng hai chục ngàn chiếc tăng ni và hai trăm tu viện được xây dựng như tu viện. Tulak Khang, trú sứ của Đức Đạt Lai Lạc Ma, tu viện Dipse Chokling, Nâng Chong, Gadong, Nam Yama, hàng ngày có hàng ngàn Phật tử từ Ấn Độ, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Ấn Độ đến đây để làm từ thiện, dạy tiếng Anh, tham dự khóa tu học, hành thiền và nghe pháp thoại. Tiểu La Sa còn có những đặc sắc như có nhiều khu phố mua bán, dịch vụ trưng bày các pháp cụ, tượng Phật, bằng đá quý hay gỗ tràm, chuỗi niệm Phật, những bức tranh thon ca, những công trình điêu khắc cổ, tác phẩm thủ công mỹ nghệ, thảm thiêu, tranh lụa, nữ trang, y phục sắc tộc Tây Tạng vân vân. Ngoài ra những bệnh viện, trường học, thư viện, bảo tàng, những khu vườn trà, những cánh rừng bao quanh miền núi, rặng thông già xứ tuyết yên tĩnh, chinh phục núi tuyết, đêm lửa trại trên cao, ngắm phong cách Damshala là cộng đồng người dân Tây Tạng ngự cứ chất phát, vân vân đã thu hút nhiều du khách đến đây để viếng thăm và chiêm ngưỡng. Chỉ cách thủ đô Delhi 514 cây số, nên Dharamsala cũng có các tiện nghi hiện đại đáp ứng nhu cầu chiêm bái du ngoạn như có phi cơ, xe lửa, xe buýt, taxi phục vụ. Nhiều khách sạn, nhà hàng đã được mọc lên trên những sườn núi khiến cho tiểu Lhasa thật sự nhộn nhịp và ngày càng phát triển sinh động. Tóm lại, với sự hiện diện của một vị Phật sống như Đức Lạc Lai Lạc Ma và Ban Thiền Lạc Ma của Ngài, khiến cho cao nguyên Mù Trung Mù Tram Sơ La, nhỏ bé thầm lặng đã trở thành một trung tâm Phật giáo nổi tiếng thế giới, thu hút thế giới từ các nơi về du lịch, hành hương, chiêm bái, tu học, đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma và chiêm bái Ngọc Xá lời Phật. Tam Sa La thật sự đã trở thành đất thiên, thánh địa, một nơi của tâm linh an lạc, thế giới. Nếp sống tỉnh thức của Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 Tập 1, chương 2 Tiểu sử của Đức Đạt Lai Lạc Ma Tenzin Kiyatso nói đúng là Jetson, Jamfo, Ngawang, Lopsheng, Yishe, Tenzin, Kiyatso là pháp hiệu của Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14, là vị đạo sư lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng và nhiều đạo tràng Phật giáo trên thế giới. Đức Lạc Lai Lạc Ma là tức hiệu của vua Mông Cổ, Otan Khan, ban cho Lạc Ma, Sonam, Kiatso vào năm 1578. Từ đó, Đức Lạc Lai Lạc Ma trở thành danh sân cho vị Lạc Ma cao nhất trong truyền thống Phật giáo ghi lúc Mũ Vàng. Đạt Lai Lạc Ma nghĩa là người bảo vệ đức tin, biển lớn của trí tuệ, vua của chánh pháp, viên bảo châu như ý, hoa sen trắng và hóa thân quan âm. Người Tây Tạng tin rằng Lạt Ma là một vị giác ngộ. Ngài đã chọn tái sinh nơi cõi đời này để mang lại lợi lạc cho tất cả quần sinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh vào ngày 6 tháng 7 năm 1935 trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ vùng Thakse thuộc miền Đông Nam tỉnh Amdo Tây Tạng. La Mô Đức nghĩa là hoàn thành ý nguyện của nữ thần, là tên thời thơ ấu của Ngài. Lúc lên 2 tuổi, Ngài được công nhận là hóa thân của Thúc Trinh Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 13, và Ngài được đưa về thủ đô La Sa để chính thức làm lễ tấn phong của Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14. Gia đình của Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngôi làng Thaxter thuộc tỉnh Amdo là nơi gia đình của Đức lạt Lai ba thứ 14 cùng khoảng 20 mái nhà lá nữa cư ngụ tại đây. Song thân của Đức Lạc Lai Lạc Ma là nông dân, chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt khoai tây, lúa kiều mạch và chăn nuôi cù. Phụ thân của ngài tên là Cho Yikyong Sharing, phụ mẫu của ngài là Dickie Shearing. Ngài có 16 anh em, nhưng chết hết bảy người, chỉ còn lại hai người chị và bốn người em trai. Shearing Doma là chị cả lớn hơn Đức Lạc Lai Lạc Ma 18 tuổi. Khi Đức Lạc Lai Lạc Ma mới sinh ra, chị đã giúp mẹ ngài để chăm sóc ngài như một vú nuôi. Trong nhật ký, Đạt Lai Lạc Ma, con trai tôi, nhật ký của thân mẫu. Do Doki Siren, thân mẫu ngài kể rằng, khi Đức Đạt Lai lạt Ma mới sanh, chị ngài thấy một con mắt của ngài không mở to. Chị lấy ngón tay cái của mình kéo mí mắt của ngài lên và may mắn, ngài mở mắt bình thường và không bị nhiễm khuẩn dơ gì. Người em kế của Đức Lai Đạt Lai Lạc Ma là Thúc Tinh Jime Nobu, cũng được công nhận là hóa thân của Ngài Lama Thaksa Rinpoche, Gyalo Tonduk và lobsang Samten. Em nhỏ nhất của Đức Lạc Lai Lạc Ma là Tenzin Chiyoko, cũng là hóa thân của Ngài Gari Rinpoche. Dĩ nhiên, cũng không ai nghĩ là một đứa trẻ đặc biệt hay gia đình lại có hơn một người là hóa thân Tuku recognition của các Lạc Ma khi đức đạt lai lạc ma sinh ra thì cũng có điềm lành là phụ thân của ngài bỏng qua khỏi cơn bệnh nặng và có hai con quạ đến đậu trên nóc nhà chúng đến vào mỗi buổi sáng đậu ở đó một lúc rồi bay đi điều này rất đáng chú ý vì đã có hiện tượng tương tự cũng xảy ra trong thời gian mới chào đời của các vị đạt lai lạc ma thứ nhất thứ bảy thứ tám và thứ mười hai sau khi các Lạt ma đó ra đời, có hai con quạ bay đến đậu ở trước nhà như Đức Lạt Lai Lạt ma thứ nhất được sinh ra trong chuồng bò nơi mà gia đình họ đã ẩn náu ở đó để tránh khỏi sự tấn công của bọn thổ phỉ. Cả gia đình đều bỏ trốn, để lại hài nhi được giấu sâu trong tảng đá và quấn trong tấm chăn ấm áp. Sáng hôm sau quay trở lại, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy hài nhi được bình yên vô sự và một con quạ thật to đang canh gác cho cậu bé khỏi sự đe dọa của những bầy quạ. Kênh kênh và con chó hoang. Về sau, khi Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ nhất lớn lên và tu tập có kết quả, trong lúc thiền quán, Ngài tiếp xúc trực tiếp với các vị thần hộ pháp Đại hắc Thiên. Lúc đó, Ngài Đại hắc Thiên đã nói rằng một vị như Lạc Ma đây đang hoàng dương Phật Pháp. Cần phải có một vị bảo hộ như tôi Ngay trong ngày Ngài sinh ra đời Tôi là vị hộ pháp đã bảo hộ Ngài Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng Có sự liên hệ giữa thần Mahakala Những con quạ và các vị Đạt Lai Lạc Ma Trong trường hợp của cậu bé Sindoma cũng thế Lúc đầu không ai để ý Nhưng mới đây, thân mẫu Dikhi Trinh mới nhớ lại chuyện bà đã nhìn thấy hai con quạ bay tới đậu trước nhà và buổi sáng và một lúc lâu chúng mới bay đi một chuyện nữa xảy ra mà thân mẫu Tiki Tshin, nhớ rất rõ là ngày sau khi cậu bé Tishin Doma đến Lhasa cậu liền nói rằng rằng của cậu ở trong một chiếc hộp ở trong tòa nhà nào đó ở cung điện mùa hè Nobulinga khi họ mở chiếc hộp đó ra, bộ răng của vị đạt lai lạc ma thứ 13 đang nằm ở đó. Cậu bé Serindoma đã chỉ vào cái hộp và nói rằng răng của ta đây nè. thở nhỏ như những đứa trẻ khác, cậu bé Serindoma cũng vô tư vui đùa chúng bạn và thích gia nhập vào nhóm yếu hơn. Ngài cũng thích ngồi gần ổ gà là giả bộ kêu tiếng cục cục như con gà Ngài cũng có sở thích thay xếp đồ vào túi như chuẩn bị sắp đi xa và ngoài tuyên bố con sẽ đi đến thủ đô Lhasa con sẽ đi đến thủ đô Lhasa và con sẽ đem cả mẫu thân và gia đình cùng đi Hãy đến giờ ăn, Ngài cũng thường nhành ngồi vào ghế đầu bàn Chỗ của các vị lớn mặc dù mới có 2 tuổi Đây là những điểm cho thấy sau này Ngài sẽ là một vị lãnh đạo lớn. Tìm thấy được Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 Trong cuốn phim Kundu 1997 do Martin Scorsese sản xuất chiếu về cuộc đời Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 từ lúc tuổi thơ ấu đến trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Đặc biệt chiếu đến cậu bé Lamo Donut được đăng đoàn và chánh quyền Tây Tạng Nhận ra là hóa thân của thúc tinh Gia-xô Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 13 Vị Lạc Ma thứ 13 đã nhập Niết Bàn vào năm 1933 Hưởng thọ 57 tuổi Bộ phim đã được tán thưởng và trình chiếu khắp nơi trên thế giới Năm 1935, vị quan nhiếp chính là một trưởng lão Lama. Đi đến hồ Thiên La Mô phía Tây Tây Tạng, cách thủ đô La Sa khoảng 90 dặm. Đây là hồ thiên mà người dân Tây Tạng tin rằng nhìn vào đó sẽ rót được tương lai. Quả vậy, trên mặt nước hồ thiên yên tĩnh, ngài thấy hiện lên ba mẫu chữ Tây Tạng: A, K và Ma, là một ngôi chùa ba tầng với mái ngói mọc bích và có con đường dẫn lên ngọn đồi có một căn nhà nhỏ có máng xối rất kỳ lạ. Ngài quả quyết rằng chữ A là tỉnh Amdo phía Bắc vì thế phái đoàn Tây Tạng phải đoàn Tây Tạng hướng về Am Đô để tìm vị Lạc Lai Ma kế vị. Chữ K tức ám chỉ ngôi chùa ba tầng Kumbum gần nhà của chú bé. Chữ Ma là ám chỉ cho ngôi tu viện Kama Ropai Dorje ở trên ngọn núi của ngôi làng gần bên và bây giờ ban thiền lạc ma chỉ có hướng lên đỉnh đồi để đi tìm căn nhà khi ban thiền lạc ma tìm thấy căn nhà với chiếc mảng xối kỳ lạ của cha mẹ cậu bé lamo donut phái đoàn nghĩ rằng ngài Đạt lai lạc ma sẽ không ở xa nơi đây vì quan cảnh nơi này giống y hay hình ảnh hiện trên nước hồ buổi tối hôm đó tăng đoàn Tây Tạng xin nghỉ lại nhà cậu bé Lama để quan sát. Kiu Sang Rinpoche, tu viện trưởng tu viện Sara, là trưởng phái đoàn, giả bộ làm thị giả và chơi với cậu bé. Bé Lamo Donut đã nhận ra ngài và gọi Sarah Lama, Sarah Lama. Xin chào viện trưởng tu viện Sarah, xin chào viện trưởng tu viện Sarah. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy cậu bé Lamodondrup là hóa thân của vị Lạc Ma thứ 13, cho nên dù mới 3 tuổi mà đã biết đến một vị viện trưởng như vậy. Để xác chứng thêm, Lạc Ma Kyu Sang đưa ra một câu sau chuỗi niệm Phật của Đức Phật Đức Đại Lai Lạc Ma thứ 13 và cậu bé Lamodondrup đã nhận ra là của mình. Lạc Ma Kyu Sang hỏi tiếp, Ngài là ai? Lamodonduk là liền trả lời ngay bằng một loại tiếng lóng của địa phương là Sera Aga, nghĩa là lạc ma ở tu viện Sera. Toàn đòn đã để lẫn các vật dụng của Ngài Thupten Geasso giữa những vật dụng của người khác. Nhưng cậu bé là Đức chỉ nhặt đúng ngay những đồ dùng thường ngày của Đức Lạc La Lạc Ma thứ 13 như hàm răng giả cây gậy, chiếc lắc linh, cuốn kinh và nhiều pháp cụ khác của mình. Cậu bé thốt lên, của tôi, của tôi. Toan đàn vô cùng mừng rỡ xác nhận chính đây là Lạc Mai thứ 14, là hậu thân của Đức Lạc Lai Ma thứ 13 và sẽ tiếp nối truyền thống Đức Lạc Lai Lạc Ma của trường phái cách lỗ. Sau đó, cậu bé Lamodon Trúc được đưa về Thư viện Kumbum Vị lạc ma thứ 14 tí hon này lúc đầu cũng rất buồn và nhớ song thân. Anh chị em và bạn bè của mình, nhưng cũng may là có sư huynh của ngài là lớp sang sam tên đang ở tu viện không bông trước đó, giúp đỡ ngài và thầy giáo họ thọ của ngài là một vị thầy già chuyên dạy học cho các chú sa di hình đồng cũng rất tốt và vui tính cuối cùng vị lạc mai ma thứ 14 bốn cùng với gia đình và tăng đoàn đã đến thủ đô Lhasa. Sau đó 18 tháng, Mamufan, một vị thủ lãnh của Hồi giáo địa phương, đã từ chối chấp nhận. Vị lạc ma thứ 14 mà không có đồng tiền lo lót, cho đến mùa hè 1939, phái đoàn của Ngài lạc ma thứ 14 gồm Ngài lạc ma song thân, sư huynh lớp sang sang tên, thành viên trong tăng đoàn tìm ra Ngài và nhiều chư tăng Phật tử khác phải du hành khoảng 3 tháng mới đến La Trên đường đến La vị lạc ma thứ 14 đã được an vị trong chiếc kiệu nhỏ. Cậu bé rất thích thú ngắm nhìn phong cảnh hai bên. Những đàn bò, đàn lừa trên truyền trên truyền đồi các Tây Tạng, những chú nai liến thoáng chạy nhảy trong rừng và vô số chú những đàn chim bay theo như kiểu hành dáng đặc kỳ ngộ nghĩnh Còn khoảng hai dặm là đến thủ đô, một nhóm quan chức chính quyền Tây Tạng đến tiếp đón và hộ tống phái đoàn đến tăng Mùa đông được hai... 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 mùa đông ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại Lhasa thủ đô của Tây Tạng, Đức Lạc Lai Lạc Ma được chính thức tấn phong thước vị là nhà lãnh đạo tôn giáo cho 6 triệu người Tây Tạng vào năm 1940 tại cung điện Potala tổ chức buổi lễ trang trọng chính thức công nhận vị Lạc Lai Lạc Ma thứ 14 là vị thật lãnh đạo tinh thần của toàn nhân dân Tây Tạng. Tu học cả nội và ngoại điện. Đức Lạc Lai Lạc Ma bắt đầu sự nghiệp tu học của mình vào lúc 6 tuổi, Ngài được đưa vào các tu viện chuyên đào tạo các vị lạc ma tại thủ đô Lhasa. Ngài nhập chúng ở tu viện Khan để thế phát xuất gia đắp y như một chú điệu và bắt đầu hành sự tu tập với pháp danh là Champho Ngawa Lobsang, Yi Shay Tenzin Gyatso, nói gọn là Tenzin Gyatso. Năm 24 tuổi, Ngài đã tham dự kỳ thi đầu tiên tại các đại học Phật giáo Tripon, Sera và Ganden. Tháng 3 năm 1959, lúc Ngài được 25 tuổi, kỳ thi cuối cùng được tổ chức tại Rất thủ đô Lhasa, trước mặt khoảng 20.000 học giả Đức Phật Lai, Đức Đạt Lai Lạc Ma đã đậu kỳ thi cuối cùng để được phong chức Di Sê tiến sĩ tứ, tiến sĩ triết học Phật giáo. Các môn học mà Ngài phải thông suốt như luận lý học, văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng, phạn ngữ, y học, triết học Phật giáo. Riêng môn triết học này gồm có làm năm phần là bát nhã, trung quán luận, giới luận, luận a tỳ đa ma và nhân minh luận và các môn học phụ là biện luận, thơ ca, âm nhạc, kịch nghệ, thiên văn, văn phạm, vân vân Tức là vị tiến sĩ phải học qua các học thuật và giáo lý của các nội và ngoại điển. Tây Tạng tại Damsala, Ấn Độ Sau đó, do hoàn cảnh đất nước không thuận lợi, Ngày 17 tháng 3 năm 1959, Ngày sang lưu trú Tại thành phố cao nguyên Taramsala Một ngọn đồi phía bắc Ấn Độ Thuộc bang Himachal Pradesh ngài lãnh đạo khối dân ly hương Tây Tạng Tập hợp hơn 30.000 dân Tây Tạng Đang lưu lạc Cùng về đây sinh sống lập nghiệp Các lĩnh vực nông nghiệp Kinh tế, văn hóa An ninh, xã hội, y tế Giáo dục, v.v v. Đã dần dần được tái hoạt đã dần dần được tái hoạt động ở Ấn Độ. Các trẻ em Tây Tạng được đi học và một trường đại học Tây Tạng được thành lập tại Ấn Độ. Có hơn 20.000 chư Tăng Ni và 200 tu viện Tây Tạng được xây dựng để duy trì và bảo vệ truyền thống văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Từ đó, Taramsala, cao nguyên sương mù thầm lặng, đã trở thành một đất nước Tây Tạng thu nhỏ, một tiểu Lhasa nhộn nhịp thế giới công nhận. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng ổn định, Ngài đã đem hết sức mình để giảng Pháp, hoàng dương chánh Pháp. Không giống như các vị Lạt Ma tiền niệm của mình, Đức Lạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đi hơn 62 nước trên 6 lục địa. Ngài đã tiếp kiến được nhiều tổng thống, thủ tướng và các nhân vật cấp cao trong nhiều đất nước. Ngài đã trao đổi với các nhà khoa học và các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như xã hội Tây Úc, Bắc Mỹ, Liên Xô, Á Châu. Trong những chuyến du hành ở các nước ngoài, Ngài đã mạnh mẽ vận động sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Ngài đã tham dự vô số những buổi hội nghị liên tôn, chia sẻ thông điệp về bổn phận toàn cầu, tình yêu và lòng từ bi. Vào ngày 5 tháng 10, 1989, Ngài được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình. Những giải thưởng và văn bằng Từ năm 1959 đến nay, Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 đã là tác giả của 72 cuốn sách. Ngài đã nhận được 137 giải thưởng và văn bằng tiến sĩ danh dự. Danh thơm của Ngài như một vị Phật sống, một sứ giả của hòa bình, một bậc thầy tâm linh vĩ đại đã va xa khắp thế giới, tuy nhiên bao giờ ngài cũng bày tỏ sự khiêm cung thân thiện giảng dị của một vị tăng Phật giáo. Ngài nói, tôi chỉ là một vị thầy tu. Tóm lại, Tenzin Gyatso, Đức Lạc Lai Mạc Ma thứ 14, là một hóa thân Bồ Tát, một người đã suốt đời hy sinh thân mạng mình để mang lại an lạc và hạnh phúc cho con người. Ngài đã xuất hiện như một định mệnh để thừa kế dòng tái sanh huyền bí của trường phái cách lỗ, mũ vàng. Ngài đã giữ tước vị Đức Lạc Lai Lạc Ma, nguyên thủ Tây Tạng, trong một giai đoạn bắp bên nhất trong lịch sử của Tây Tạng hiện nay vẫn trong thân phận người ly hương. Tuy nhiên, Ngài rất lạc quan và hạnh phúc trong sứ mạng đem ánh sáng Phật Pháp, đem tự do, công bằng và hạnh phúc cho người và thế giới. Những cống hiến của Ngài chẳng những cho riêng người Tây Tạng mà cả thế giới và ngày càng có nhiều nơi khắp năm châu bốn bể biết đến Ngài. Do đó, chúng ta thấy Ngài là một trong những người được kính tặng nhiều huy chương và văn bằng danh dự nhất. 137 tấm từ 1957 đến 2011 và còn tiếp nữa. Văn bằng như là những biểu tượng của những thành quả hoa trái mà Ngài đã cống hiến trong việc xây dựng con người và xã hội. Nhìn vào những thành quả mà Ngài đạt được, chúng ta rất kính nể và vui mừng. Đây là niềm hãnh diện vô cùng cho tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật giáo trên thế giới nói chung. Vâng, thật là hạnh phúc thay. Có một Bồ Tát quan âm hóa sanh tại trái đất này. Tử sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 1 chương 1 Nếp sống tỉnh thức của Đức Lập Lai Lạc Ma thứ 14 do Ni Sư Thích Nữ Giới Hương Xin quý vị đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình. Hẹn gặp lại vào tập 1, chương 3.